Rất vui xin chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy, tập số 17. Cũng nhờ những lần qua chơi nhiều như thế, từ khi còn nhỏ, qua tuổi dậy thì, có những rung động đầu đời. Cậu Tài đem lòng mến thầm cô bé xinh đẹp Cát Phượng từ khi nào chẳng hay. Hai đứa bắt đầu tư tưởng đến nhau và hẹn hò nhau khi Tài lên 16 tuổi. Còn Cát Phượng lúc đó mới có 13, hay còn là một cô bé con e dè sợ sệt. Cả hai thường hay đi bộ trên triền đê sông Triền mà nói chuyện vu vơ tâm tình. Có lần Tài nắm lấy tay Cát Phượng, con bé rụt rè nói: "Đừng chạm em sợ." Tài ôm chặt lấy mà hôn ngấu nghiến lên môi. Cát Phượng vùng ra tát vào mặt Tài rồi bật khóc. Tính cậu Tài ngang ngạnh từ nhỏ, hậm hực nói: "Anh thích bé, sau này lớn lên anh sẽ lấy bé làm vợ." Cát Phượng nín khóc, lại cười chúm chím: "Chuyện vợ chồng mà nói chị nghe dễ vậy, cứ lớn lên đã rồi hẳn hay, tới khi đó chắc gì còn thích người ta mà bày đặt." "Thì lúc đó nếu mà còn thích thì có chịu làm vợ anh không?" Cát Phượng im lặng không nói gì, hai má đỏ ửng lên, khẽ tựa đầu vào vai cậu hai. Cậu vuốt tóc em nói: "Nhất định đó, thằng Tài này nói là làm, chờ anh nha." Thời gian buộc trôi qua, tới năm 91, cậu Tài lên 18. Cậu học giỏi lắm, đậu trường kỹ sư và được cha mẹ cho đi học đại học ở tận ngoài Hà Nội. Lúc bấy giờ cả xã được có vài người đậu đại học, mà cậu Tài đậu điểm cao nhất. Nhà ông Tuấn làm liên hoan to, ăn mấy ngày trời. Y Khan không xuống tham gia bữa nào, nhưng cả ngày cứ ở trên lầu hát líu lo. Ở trên tầng 3 là nghe được giọng cô chủ, hẳn vui lắm. Cát Phượng bấy giờ đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp, bước sang tuổi trăng tròn. Đêm trước ngày cậu đi, hai người lại cùng ra bờ sông Triền mà tâm tình. Tài nói: "Anh đi học 5 năm rồi anh về, ở nhà chờ anh. Về nhà rồi anh sẽ cưới em làm vợ." Cát Phượng tựa người vào vai Tài, em nói: "Cậu lên nơi quyền quý cao sang, có nhiều cô gái đẹp. Cậu đừng quên ở nhà có em vẫn chờ, đừng phụ em nha." Tài siết chặt lấy tay em: "Không bao giờ quên, thằng này chết cũng không quên em đâu." Cát Phượng mỉm cười, đôi mắt biết hấp hấy, khẽ đặt nhẹ lên môi cậu nụ hôn say đắm. Nụ hôn ngọt ngào của người con gái ở tuổi xuân thì mới chớm. Suốt 2 năm qua, từ ngày hôn em bị tát, cậu chẳng còn cưỡng hôn em thêm một lần nào. Hôm nay cậu đi, em hôn cậu thay cho lời hẹn ước, em sẽ mãi chờ. Trong năm 91, có nhiều sự việc về huyền môn xảy ra ở làng Triền. Năm đó cậu Tài đi học được vài tháng thì bác tổ nhận người học trò Huyền Phi về núi. Cũng trong năm đó, Y Khan đã hoàn thành chuyển sinh mộc nhân cổ thuật sau 10 năm trời tạc khắc thâu đêm và làm các lễ thổi hồn. Lúc này các mộc nhân đều có đầy đủ cả, điện thần Sokutai đã trở nên thịnh vượng vô cùng. Tài cũng vừa đi khỏi, trong nhà giờ chỉ còn lại toàn người biết việc kính của điện thần. Chính là thời điểm thích hợp, hình mộc nhân nói: "Mọi thứ đã xong cả, Y Khan đã bắt đầu mang thai và sinh con để luyện cổ thuật. Khi đủ cung mạnh cổ thuật cho 7 vị thần, lúc đó là lúc có thể đánh Vu Sơn." Y Khan gật đầu, thế là bàn với ông Tuấn chuyện mang thai. Ông Tuấn nói: "Anh chẳng hề gì, cả đời anh vì em. Nhưng anh chỉ xót xa cho em. Mẹ mang nặng đẻ đau, sinh con ra phải dùng con để làm tà thuật, liệu có đáng hay không? Bây giờ chúng ta đang sống hạnh phúc thanh bình, sao em cứ phải quyết khủy đi Vu Sơn làm gì?" "Vu Sơn là nơi nuôi dưỡng ma quỷ, ở đó hủy hoại đi đời người. Nhìn bề ngoài hào nhoáng như thế, nhưng thực chất đạo sĩ trên Vu Sơn
cơ cực vô cùng. Đời Y Khanh này như thế nào thì đời thầy Pháp trên Vu Sơn còn khổ hơn như thế. Phải hủy nó đi, sau này mới chẳng có người lên đó chịu khổ sở nữa. Em hận núi đó tới thấu xương. Anh đã hứa cả đời này vì em, anh có còn nhớ chăng hay đã quên rồi? Anh không biết huyền thuật để làm được cung anh, ai có thể làm được chứ? Có con tình là huyền nhân, em đã giải cách cho nó rồi. Tuấn không còn lời nào, đành miễn cưỡng chịu theo ý của vợ. Trong năm 92, Y Khanh mang thai lần tiếp theo sau suốt 18 năm trời. Đứa con bị lấy đi ngay khi còn ở trong bụng mẹ và thực hiện các chú thuật, cổ thuật sô cô thai lên nó và ướp lên nó một hình nhân cổ mộc. Đó chính là con lệnh mộc nhân. Nó mang linh hồn chuyển sinh của nhất lệnh thần trùng. Lệnh cổ thuật ở thánh điện sô cô thai và trở thành đứa con chết yểu của Y Khanh với ông Tuấn. Vì các đặc tính phụ của chú thuật cổ thuật, nó không làm chủ được thần thức của mình do quá trình chuyển sinh đó, nên bị Y Khanh giam cầm vào một cái hộp gỗ và sai con vương mộc nhân canh giữ bên ngoài. Đây là con mộc nhân cực kỳ mạnh mẽ, là một trong ba con mộc nhân được Y Khanh bắt về tại chính cội nguồn của nó là điện thần Sô Cô Thai, cùng với con hình mộc nhân và quỷ nhãn mộc nhân. Vương mộc nhân đã bị Vu Sơn tiêu hủy, nhưng Y Khanh dành 3 năm trời ở Thừa Thiên để đúc lại nó. Y Khanh sẽ giao nó cho cả lệnh sử dụng. Sau khi hồi phục sức khỏe thì Y Khanh chuẩn bị tiếp tục mang thai để luyện cung manh cổ thuật thứ hai. Nhưng còn chưa kịp mang thai thì năm sau đó có một biến cố lớn xảy đến đối với Vu Sơn và đối với cả chính điện thần Sô Cô Thai, là mọi dự tính của Y Khanh đổ vỡ và việc trả thù Vu Sơn rẽ sang một bước ngoặt hoàn toàn khác. Năm 1993, Bác Tổ đi làm việc huyền ở phương xa. Khi đi đương còn là nam nhân khỏe mạnh, khi về đã là xác lạnh máu tan. Vu Sơn phát đại tang khắp các cõi. Các tướng hầu lĩnh thân cận của ngài là Minh Di Vương, Đề Năng Đà, Nhu Há Luật, Thủy Thiên Di cùng rất nhiều bộ tướng giỏi khác của Vu Sơn đều tử trận. Khi huyền phi, học trò của Bác Tổ mang xác ngài về lại Vu Sơn, cả làng truyền ra xem, Y Khanh không ra. Nàng nghe tin xong, người như hóa đá, lặng lẽ đi lên điện thần, đoạn thắp một nén hương, quỳ trước điện thần mà than với hình mộc nhân: tôi cả đời này sống đến nay đã ngót 70 năm làm cô thiếu nữ, chỉ yêu duy nhất một người. Chồng tôi cũng thương lắm, nhưng tôi cũng chẳng thể yêu như yêu người đó được. Đời tôi khổ ải, bị thần linh trừng phạt cho phá vỡ tượng thánh nhân, bao năm lặng ngập, bao phen chết đi sống lại, khổ sở chẳng kể đâu cho hết. Tôi không chết là vì còn người đó. Tôi những hằng vẫn mong, vẫn xem như nguồn cơn sống cho mình. Tôi nhẫn nhịn chờ đợi ở đất Tây An này, luôn dõi theo từng bước chân của người ấy trong bóng đêm mà chưa dám một lần ra mặt. Tôi nhịn chờ như thế, ông một ngày mai con chim ưng kia chết đi, tôi có thể đường hoàng mà tới gặp người. Chờ mãi chờ mãi, tới nay đã ngót 20 năm trường, con nghiệt súc cuối cùng cũng chết. Thì nào có ngờ đâu, cũng là ngày mà người ấy đi tới cõi Vĩnh Hằng. Mỗi năm người ấy đi xa 2-3 bận, mỗi lần đi cõi Vu Sơn, xa khỏi tầm mắt tôi, tôi đều nôn nóng sốt ruột trong lòng, như người vợ ở nhà chờ người chồng đi xa. Tôi sợ người có chuyện, mai ơn trên, lần nào người cũng bình an. Ngờ đâu lần này, nỗi lo mơ hồ của tôi trở thành sự thật. Người xưa ra đi mãi mãi chẳng trở về. 20 năm qua, tôi còn chưa một lần dám gặp, chỉ dám đứng bên ô cửa sổ, mượn oai lực của nhãn mộc thuật mà ngóng trông người ở trên ngọn núi xa.
giờ người đã chẳng còn. 20 năm chờ đợi của tôi giờ đây hóa ra hoài bỏ. Cả tính mạng tôi đây giờ cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Đời Y Khanh này sao lại khổ sở tới như vậy? Thế rồi thở dài một hơi đầy sầu thẳm, nước mắt lại chả tuôn rơi thương tiếc. Hình Mộc Nhân thấy Y Khanh đau khổ như thế cũng rơi nước mắt. Rồi Y Khanh nghiến răng nói: tất cả chỉ tại cái thứ bàn môn tà đạo, cái thứ quỷ quái oan nghiệt mới khiến cho chàng phải chết. Nếu không phải là Huyền Nhân, đời nào gặp phải việc dữ. Tao đã biết ngay mà, người trên núi đó chẳng ai được sống an yên cả. Y Khanh này có lẽ chẳng còn sống được cho tới ngày ngọn núi đó bị san phẳng. Nhưng Y Khanh có hóa ra thành ma cũng phải trừ nó đi cho được. Ta phát ra đại nguyện, nếu làm không xong điều đó, trọn đời này, kiếp này và muôn kiếp sau, ta chẳng dám lại tượng mẹ ta ra và mẹ Nagini nữa. Thế rồi Y Khanh dập đầu lại ba lại, đoạn dâng lên bàn thờ một nhành hoa tươi thắm màu đỏ, sau đó bỏ cơm tối lẳng lặng đi nằm. Ông Tuấn có lên hỏi, Y Khanh chỉ bảo mệt, nhưng từ hôm đó không thấy dậy ra khỏi giường nữa, cũng không thấy nói gì nữa. Y Khanh suy sụp và sức khỏe xuống rất nhanh sau vài ngày không ăn được gì. Ông Tuấn không biết do đâu mà tự nhiên Y Khanh lại đổ bệnh như thế. Bởi lẽ lâu nay nàng chẳng bệnh bao giờ. Bà Tình nói: người âm dương lúc đi là đi thôi, chẳng có bệnh, nhưng hết mạng là đi. Còn vài ngày nữa, tranh thủ ở bên bà chủ được chút nào hay chút ấy. Thế là ông Tuấn bỏ dở hết công việc, bạc mấy ngày không ra khỏi nhà, luôn túc trực hầu hạ bên cạnh giường của Y Khanh ở lầu trên cùng. Việc trong nhà do những người gia nhân khác lo liệu. Y Khanh cứ nằm mê man như thế mãi, thường thì đi ngủ, khi tỉnh dậy thì khóc. Nàng chỉ uống nước lọc, và sau ba ngày tóc bỗng trở nên bạc trắng xóa, các người gầy nhôm đi như bộ xương khô. Và quan trọng nhất là nàng chẳng nói được, chẳng ngồi dậy biết được, cho nên không ai biết nàng cần gì, muốn gì. Tới ngày thứ tư, Y Khanh đột nhiên nói được, nàng cho gọi cậu Tài từ Hà Nội trở về. Tới ngày thứ sáu, cậu Tài về tới, Y Khanh gọi cho các Phượng cùng đến. Tới tận hôm đó, các Phượng mới được nhìn thấy tận mắt Y Khanh. Nhưng trong Y Khanh như cũng bằng tuổi các Phượng vậy thôi. Khi các Phượng tới, Y Khanh bỗng nhiên ngồi dậy được, tỉnh táo minh mẫn như người khỏe mạnh. Y Khanh nắm chặt tay hai đứa rồi nói: lâu nay mẹ mắc bệnh, chắc các con đều biết. Nay mẹ sắp mất rồi, hai con nghe mẹ dặn đi. Cả hai cùng nắm chặt lấy tay. Y Khanh nói với Tài: mẹ là người có số mệnh lạ kỳ, có cách cảm với các thế lực bên kia thế giới. Việc chết của mẹ cũng không như bình thường. Trong nhà này mẹ yêu con hơn cả. Riêng nhà này tục lệ khác với nhà thường. Kể từ khi mẹ mất, trong vòng 3 năm con không được về nhà. Nếu con về, mẹ nhớ nhung con, chết không nhắm mắt, hồn không đi được. Tài nghe thế lấy làm lạ, nhưng từ nhỏ đã biết mẹ anh là người sống lạ, ăn ở sinh hoạt đều khác lạ, chẳng như người thường, đành miễn cưỡng gật đầu. Y Khanh lại nói: hết cuộc đời, lòng mẹ vẫn thương con. Cho dù có điều gì xảy tới với con trong tương lai, cũng hãy luôn biết rằng là như thế. Đoạn quay sang dặn dò các Phượng: các Phượng con à,
Nếu con thương anh Tài thì anh Tài không về đây được. Cô mất rồi, nhà chỉ còn chú. Bọn gia nhân chẳng tính làm gì, nhưng xét về ngôi chủ, trong nhà chẳng còn người nữ lo liệu công việc. Con hay thường lui tới, đến nhà quán xuyến cho chú giúp cô. Ngày sau anh Tài về, hai con thành vợ chồng. Các Phượng nắm lấy tay Y Khanh mà khóc. Cô chẳng chê con nghèo hèn, không bông đăng hộ đối với anh Tài sao? Y Khanh vuốt tóc Các Phượng mỉm cười, đoạn với lên đầu giường, lấy một bông hoa trắng muốt, rồi cài bông hoa lên tóc Các Phượng. Không, con mới là người hợp với nhà này. Con giống cô ngày còn trẻ, sẽ thay được cô làm nữ gia chủ trong nhà. Người phụ nữ là vận mệnh, là phong thủy tốt nhất trong gia đình. Việc nhà này con thay cô mà lên làm chủ. Ông Tuấn nắm lấy tay Các Phượng mà nói, cô nói đúng đó. Trong nhà này người nữ quyết, chú thành tựu là nhờ có cô cả. Hy vọng sau này cháu với thằng Tài cũng được như thế. Tài nó đi học xa, cô chú coi cháu như con trong nhà. Cháu cứ tới với chú đừng ngại. Cả hai đứa thương mẹ quá, lại khóc. Y Khanh đuổi ra ngoài, chỉ bảo ông Tuấn ở lại. Đoạn nói, anh Tuấn à, thoáng cái đã chung chăn gối 20 năm trời. Ngày quen nhau anh ấy còn trẻ, giờ đây đã 2 thứ tóc rồi. Thật ra nhìn em trẻ mãi, nhưng tuổi em hơn anh nhiều. Em đã sống quá lâu rồi. Tuấn rơi nước mắt, nắm lấy tay vợ. Anh biết cả chứ, anh biết cả mà. Chưa từng thấy anh hỏi xuất thân gốc gác của em. Anh không quan trọng, chỉ cần biết em yêu anh là đủ. Dù em có là ai, có ra sao anh cũng không quan tâm, không cần hỏi. Anh yêu em mãi mãi. Y Khanh mỉm cười, vuốt nhẹ lên má ông Tuấn, lau đi nước mắt trên mặt ông. Đoạn ghé vào tai ông mà nói, nghe này, có muốn em bên anh mãi mãi hay không? Tuấn gật đầu ngay, anh ước gì em sống bên anh mãi. Vậy được, điều em sắp nói sau đây hệ trọng vô cùng, anh hãy lắng nghe cho kỹ. Nếu thương em thì sau khi em chết, hãy làm đúng như thế, em sẽ sống lại. Thế rồi ghé vào tai ông thì thầm căn dặn như thế như thế. Y Khanh nói chuyện với chồng rất lâu, lúc sau thấy ông Tuấn trở ra, ngẩn ngơ như người mất hồn. Trong tròng mắt ông nửa như sợ hãi run rẩy, nửa như đau khổ bị ai. Ông đau khổ vì mất đi người mà ông thương yêu nhất trong cuộc đời này. Ông sợ hãi vì những điều mà ông vừa nghe được. Trong đêm Y Khanh mất, trời đổ cơn mưa lớn, sấm sét nổ từ hướng tây rất nhiều, rắn rít theo tiếng giông sét ầm ầm mà bò lên lổn ngổn quanh nhà. Rắn bò cả vào vườn nhà ông Tuấn. Ông lệnh cho người trong nhà không được đánh đuổi con nào. Quả nhiên rắn bò vào, sau đó trở ra. Đêm ấy trong phòng Y Khanh vang ra tiếng lạch cạch cả đêm. Ông Tuấn cũng lệnh không cho ai mở cửa phòng đó, cũng không cho ai lên trang thờ sư cô thầy. Gió lốc rất lớn, chẳng hiểu cuốn vào rừng hoa hay vườn hoa phù dung nhà ai ở đâu, mà cánh hoa bay trắng cả trời. Hoa theo gió cuốn lên cả trên Vu Sơn, phủ đầy lên cả một vùng mộ lớn. Đó là mộ các tổ Vu Sơn. Các mộ đều phủ hoa trắng, riêng trên mộ bác tổ mới táng xong được 7 ngày thì lại có hoa màu đỏ. Hoa còn tràn xuống dưới làng, ngập cả một khúc sông Triền, nhiều tới mức mãi ngày hôm sau nước sông mới trôi đi sạch hết. Y Khanh chết rồi,
ôm theo niềm nhớ nhung và hận thù sâu sắc với Vu Sơn. Ngọn núi có nhiều duyên nợ. Sau khi Y Khanh mất, gia đình làm tang trong 3 ngày để thực hiện các nghi lễ cần thiết cho người chết. Quan tài luôn để trong nhà, nắp quan mở ra. Y Khanh nằm trong quan, miệng ngậm một con hình nhân tạc hình một cô gái, trên trán khắc chữ hình, miệng che bằng một tấm vải màu đỏ, ngực đặt một đóa hoa phù dung trắng, là loài hoa khi còn sống được bà chủ yêu thích nhất. Trong 3 ngày đó, ông Tuấn bí mật liên hệ với các cánh lái buôn làm ăn thân tín, bảo họ đi tứ xứ nhập về cho ông một số loài động vật, trong đó đều là các loại cực độc, có rắn, rết, bò cạp, một số loại cốc, ếch, nhện và một số loại trùng có độc khác, làm cả một bao tải to cất ở trên điện thần, không ai biết cả. Tới khi hết 3 ngày, cậu Tài theo lời mẹ dặn đi ngay, còn ông Tuấn và bà Tịnh thì bắt đầu dời quan cho Y Khanh. Bấy giờ trong đêm tối, bí mật thả bao tải các loài trùng độc đó vào quan tài Y Khanh, rồi niêm chặt nắp lại. Sang ngày thứ tư thì phu bắt đầu khiêng quan tài đi chôn. Khi khiêng đi, phu nghe có tiếng lạch cạch từ trong quan vọng ra. Ai nấy đều sợ hãi nhưng không dám hỏi gì. An táng xong xuôi, ông Tuấn xin nghỉ làm trên xã, ở yên trong nhà 4 ngày không đi đâu cả. Ông bỏ ra rất nhiều tiền mướn người làm công, đều là người lạ ở nơi xa đi đến, do có người mối lái, được giới thiệu là những tay gan dạ nhất hoặc là túng quẫn nhất. Tới ngày thứ 7 thì sai những người đó trong đêm tối đi ra bãi tha ma quật mộ Y Khanh. Nắp mộ vừa hé ra, người làm công đã thất kinh rụng trời. Trong mộ bấy giờ, thay người chết không hề bị rã nát, cũng chẳng hề có mùi hôi thối, mà có mùi thơm thoang thoảng của hoa phù dung. Nhưng kinh dị ở chỗ thay người thủng lỗ chỗ khắp thân do bị dồi trùng phá hủy trong 4 ngày. Xác các loài trùng độc la liệt trong quan, có con bị ăn dở, có con còn nguyên thay nằm phủ lấy xác người chết. Chỉ còn sót lại một con rắn độc to màu đen xị. Đó là con trùng cuối cùng còn sống sót. Nó đã giết hết tất cả những con còn lại trong cuộc chiến tàn khốc bên trong cái quan tài kính bưng. Đoàn người đều ngao ngán, ông Tuấn phải bỏ ra thêm rất nhiều tiền nữa, họ mới bắt được con rắn ra, gạt đám xác chết và đưa người chết ra khỏi quan. Bây giờ trên miệng người chết còn ngậm nguyên con hình nhân. Ông Tuấn dặn để nguyên, rồi bảo người thợ đúc thạch cao, trám thạch cao lại vào những vị trí bị thủng trên xác của Y Khanh. Công việc đều thực hiện trong đêm. Xong xuôi đâu đó thì đẩy nắp quan rỗng lại, chôn xuống dưới đất như cũ. Còn xác Y Khanh đã trám lại bằng thạch cao thì bó chặt bằng vải trắng như là xác ướp, bây giờ kích thước bằng cỡ 2/3 người sống. Chuyển xác vào một cái củi gỗ bé hơn, bên trong trám bằng các vật liệu không thấm nước. Đoạn bỏ cả con rắn độc vào đó, niêm củi gỗ lại, rồi mang tới một khúc sông rất xa ở huyện bên thả xuống, có dây neo đánh dấu giữ gìn. Đó chính là thuật cổ trùng thuật của Sokutai, được Y Khanh bày lại cho ông Tuấn thực hiện, sử dụng các con trùng độc nhất để hồi và giữ hồn cho Y Khanh. Con sông thả chiếc củi gỗ xuống, gọi là sông nuôi xác. Ông Tuấn lại làm việc sinh hoạt như bình thường. Tới đủ 49 ngày kể từ khi thả Y Khanh xuống sông nuôi xác, ông cùng bà Tình ra lại vị trí đánh dấu từ trước, vớt củi gỗ lên. Khi củi gỗ mở ra thì thân thể bọc bằng vải trắng của Y Khanh đã biến mất. Con hình nhân mà Y Khanh ngậm cũng đã biến mất. Trong củi gỗ lúc mở ra chỉ còn lại một con rắn đen rất to đã bỏ vào từ trước. Nhưng cặp mắt của nó thì rất lạ kỳ, sáng lên một ánh sáng xanh biếc. Trên trán con rắn nổi lên một chữ Y Khanh to bằng tiếng Thái cổ. Bây giờ người thợ và người làm trong nhà không có ở đó. Ông Tuấn trung lắm, nhìn bà Tịnh nói: Tôi không biết bắt rắn. Không phải sợ, là bà chủ đó,
Ông Tuấn nhắm mắt, quỳ trước cái củi gỗ, run run đưa một bàn tay ra về phía rắn, đầy lo lắng nói: Nếu đúng là em thì theo anh về nhà đi. Con rắn từ từ trườn ra khỏi củi gỗ, tiến lại quấn lấy cánh tay của ông Tuấn nhưng không cắn. Ông mở bao ra, thò tay vào trong bao, con rắn liền bò vào bao. Ông Tuấn đem củi gỗ đi đốt, rồi mang con rắn về nhà, thả nó vào gian thờ bí mật điện thần Sokutai. Con rắn bò tới tấm vải bị Y Khanh đã phủ bằng vải đỏ, rồi chui ra phía sau, loáng cái đi đâu mất dạng, không còn trông thấy nữa. Sau khi Y Khanh làm dỗ 100 ngày xong xuôi, thì một tối nọ, có một người đàn ông lạ đi tới nhà ông Tuấn. Người đó cỡ gần 40 tuổi, nhưng khuôn mặt thì già khộm, không phải như ông Tuấn. Trên mặt trổ đầy sẹo lỗ chỗ, ánh nhìn quắc thước nghiêm nghị, phong thái ung dung điềm đạm. Ông Tuấn hỏi là ai, người đó nói xin lên thắp cho cô Dung nén hương rồi sẽ thưa câu chuyện. Ông Tuấn lấy làm hồ nghi vì người này không chịu xưng tên, thế là bảo khách chờ, cho gọi bà Tịnh xuống hội riêng. Bà Tịnh liếc qua nhìn khách, rồi kéo ông chủ ra mà nói nhỏ: Ông chủ à, người này là huyền nhân u ẩn, hắn có mối quan hệ gì đó về huyền môn với bà chủ nhà mình. Ông Tuấn cũng biết người theo đạo huyền cũng có nhiều căn cơ khác nhau, liền hỏi: Huyền nhân u ẩn là như thế nào? So với cô thì ra sao? Tôi chỉ là hạng biết chút ít làm việc nghi lễ, không đáng so sánh. Người này có lẽ phải để bà chủ tiếp mới được. Bây giờ ông Tuấn quay trở vào, mời khách lên trên lầu thắp hương cho vợ. Đưa tới bàn thờ Y Khanh, người đó nói: Không phải là cái bàn thờ giả này. Ông Tuấn giật mình thất kinh. Bà Tình nói: Ông ta đã biết rồi, hãy cứ đưa vào điện thần đi. Nếu là kẻ thù, bà chủ sẽ giết ông ta thôi. Ông Tuấn bèn đưa người đàn ông kia tới điện thần Sokutai. Ngay khi cửa điện thần vừa mở ra, người đó đã quỳ phục xuống dưới chân điện thần mà khóc lóc thảm thiết. Người đó chính là Định Phúc, đứa con trai đầu lòng bị Y Khanh đuổi khỏi nhà. Loáng cái đã 30 năm trôi qua, Định Phúc học đạo thuật Mao Sơn đã thành tài rồi. Khi chân tử qua đời, Phúc nhớ lại người mẹ xưa ở nước Việt, bèn tìm về mà gặp. Lần mò mãi cả âm đường và dương đường mới từ Phan Rang mà tìm về được đây. Nhưng ai ngờ về tới nơi rồi thì mẹ đã mất. Định Phúc đau lòng, cứ khóc lóc mãi chẳng thôi. Bây giờ từ nơi bài bị Y Khanh, từ từ bò ra một con rắn đen xì, có đôi mắt xanh sáng quắc. Trên trán rắn hằn lên một chữ Thái cổ. Con rắn nhìn người đàn ông chăm chăm. Định Phúc quỳ sụp xuống mà lại, rồi nói: Con này, đặng thừa của mẹ đây, con về tìm mẹ, mà sao mẹ lại đi sớm như vậy? Tao nhận ra mày rồi, thằng con hoang. Mày đã đi rồi, con về để làm gì? Nghĩa tử là nghĩa tận. Mẹ sinh ra con, cho con thành hình người, chịu bao đắng cay khó nhọc, nuôi con từ ngày chập chững. Dù mẹ ghét bỏ con như thế nào, con cũng không bỏ mẹ được. Thầy con đã mất, nên con ngược gió đường xa tìm về chốn xưa gặp mẹ. Con học được huyền thuật chiêu hồn, con về Phan Trang chiêu được hồn của bà. Bà kể cho con nghe câu chuyện của mẹ. Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Rắn im lặng hồi lâu, rồi nói: Tao đã chết rồi, mày hãy về lại Sokutai thờ cha mày đi. Ở nơi đây không có chỗ cho mày. Rồi quay bò vào bên trong biến mất, mặc cho Định Phúc cứ thế khóc lóc mãi chẳng thôi. Bây giờ ông Tuấn và bà Tịnh cùng biết được chuyện, lấy làm thương xót lắm. Cả hai cùng dìu Định Phúc ra bên ngoài trò chuyện động viên. Ba người nói chuyện với nhau hồi lâu,
đến Phúc dần nắm được việc tại làng Triện. Phúc cũng kể cho ông Tuấn nghe về việc ngày xưa của Y Khanh. Ông Tuấn nghe xong thương vợ tới nghẹn ngào, lại thêm nhớ vợ cồn cào, cứ khóc mãi chẳng dừng được. Hồi lâu ông nói: lòng hiếu của anh thật đáng quý. Như lẽ thường thì tôi là dượng của anh, nhưng mẹ anh chẳng phải người thường nên không xét như thế. Tuổi ta chẳng chênh là bao, cứ xem như là bạn bè. Nếu anh là người thật tâm như vậy, để tôi cùng xin vợ tôi cho anh ở lại. Đình Phúc cúi đầu lại tạ rồi nói: tính mẹ tôi cương quyết lắm, ngày tôi nhỏ đã như thế, chẳng biết bây giờ ra sao. Giờ vẫn cứ thế thôi. Vợ tôi thương người thật đó, nhưng quyết cái gì rồi thì đố ai thay đổi được. Đình Phúc lại nói: thôi anh dẫn tôi đi một vòng quanh đây và quanh Bu Sơn đi. Tôi hỏi gì thì anh trả lời cho tôi hay. Tối mai tôi sẽ có cách nói chuyện với mẹ, khi đó phiền anh nói đỡ lời cho. Ông Tuấn gật đầu đồng ý. Tối ngày hôm sau, Đỉnh Phúc cùng ông Tuấn quay lại điện thờ. Đỉnh Phúc lại quỳ lại mãi không chịu đứng lên. Tầm hơn một giờ, con rắn lại bò ra nói: mày vẫn chưa đi đó sao? Hay mày nghĩ bây giờ mày giỏi rồi, thành huyền nhân rồi, thì tao không đủ sức giết được mày nữa? Đỉnh Phúc chắp tay thưa: dạ thưa mẹ, con biết mẹ vẫn có ý đánh Vũ Sơn, nhưng mà con đi khảo sát một vòng, lắng nghe thông tin, con thấy thì có ba việc khó, mà ba việc đó thì với học thuật của con có thể giúp được. Con xin mẹ nghe con trình bày, nếu mẹ nghe xong vẫn đuổi thì con xin đi. Mẹ nói ra nghe thử, nếu là lời xảo ngôn thì đừng có trách. Dạ dạ. Thứ nhất, huyền thuật số cụ thai hùng mạnh vô cùng, Vu Sơn không thể nào so sánh. Nếu là ở số cụ thai hoặc ở bất kỳ nơi nào khác ngoại trừ nơi này, mẹ đều dễ dàng bằng cả môn bọn chúng. Nhưng đây là nước Nam, đây là Vu Sơn, ở nước của nó, núi của nó, có lợi thế về phong thủy của nó, đất cát đều có thể trở thành kết giới. Mà về mặt phong thủy thì cổ thuật và huyền thuật phương Đông có sự khác biệt. Dù số cô thai hùng mạnh tới đâu, nhưng không am hiểu về phong thủy nơi đây, đều khó lòng mà đi qua được kết giới. Còn học thuật ở Đông Phương, dòng tu Mao Sơn giống với Bù Sơn, nên sẽ biết được bọn chúng. Còn có thuật phong thủy, con đã khảo sát địa hình ở đây, con có thể giúp mẹ trừ đi hết được những điểm phong thủy ở chốn này. Rắn im lặng không nói gì. Y Khanh từng sống trên Vu Sơn một thời gian nên biết rõ Định Phúc nói đúng. Địa hình ở Vu Sơn chỉ có thể tấn công từ trên không xuống, nhưng mộc nhân cổ thuật là thuật đánh ở dưới đất. Định Phúc thấy mẹ im lặng, lòng lại khắp khởi mừng, liền nói tiếp ngay: còn điều thứ hai, huyền nhân có suy nghĩ sâu xa, có xét đoán, không đơn thuần như phi nhân và quỷ thần. Vòng mà bóng quế thông thường con không xét, nhưng việc đánh Vu Sơn là việc cực lớn, có thể nói là việc huyền xưa nay chưa từng có. Mẹ nghĩ việc như thế, nếu thiếu huyền nhân điều phối lãnh đạo thì việc có thành được hay chăng? Su cô thai mạnh đến đâu cũng chỉ là quỷ thần, mẹ mạnh đến đâu cũng giờ chỉ là người chết. Chẳng phải ở đây vẫn còn thiếu một người huyền nhân để làm các công việc của huyền nhân hay sao? Điều thứ ba, nếu mẹ luyện cung manh quỷ thuật thì đích thân mẹ mang thai, giờ mẹ chết rồi có thể dùng tới người khác. Nhưng trên thế gian này có mấy ai có được thánh thể như của mẹ? Còn có bùa chú và các bí thuật Mao Sơn về việc nuôi luyện cương thi, con có thể giúp người thế thân được như mẹ vậy. Con cũng biết phép luyện tạo ra thiên linh cái, có thể làm cho phép chuyển sinh của Sô Cô Thai
được sự ưu việt tối đa. Hơn thế nữa, Định Phúc trỏ tay vào cái hộp lớn trên bàn thờ, nơi đựng xác của cả lệnh, rồi nói tiếp: luyện cu manh quỷ thuật của Sukutai ra, các cu manh đều bị thế kia. Việc khống chế đều bị vất vả khó khăn, lại dễ bị rủi ro mất kiểm soát. Nếu lỡ có sự cố thì làm sao kiềm hãm được. Dùng các chú thuật cương thi điều khiển sẽ giúp các cu manh dễ khống chế hơn, lại có được tư duy ý thức, chẳng cần tới nhiều xích trối như vậy. Rắn có vẻ chú ý tới điều này. Mao Sơn thuật có thể khiến cho các cu manh ngoan ngoãn nghe lời hay không, mà không cần xích trối hay sao? Nếu thả cả lệnh ra thì nó sẽ giết hết đó. Dạ phải. Trong Mao Sơn thuật có thuật điều khiển cương thi, con đã nắm được quyết chú để có thể vận dụng điều khiển các cu manh. Tuy sau này cu manh sinh ra do thế thân của mẹ không mạnh bằng cu manh do chính mẹ sinh ra, nhưng con có thể làm cho các cu manh về sau này khi luyện thành thì không phải xích trối như cậu cả nữa. Rắn trầm ngâm suy tư. Những điều Định Phúc nói Y Khan đủ tri thức để hiểu hết. Đoạn hỏi: vì sao mà nhất quyết ở lại cho kỳ được? Định Phúc bấy giờ mới quỳ xuống, khóc mà nói: con chỉ mong được chết vì mẹ. Con chỉ mong mẹ thấy được tấm lòng của con, để trước khi con nhắm mắt, mong mẹ một lần coi con là con trai của mẹ. Ông Tuấn thấy Y Khan có vẻ đã siêu lòng, cũng như theo bàn bạc, vội quỳ sập xuống mà xin súng vào: em đã từng thề không muốn nhìn thấy cậu ấy cho tới khi nhắm mắt. Bây giờ em nhắm mắt rồi cậu ấy mới tìm tới nơi. Đó chẳng phải là sự sắp xếp của thần linh thỏa mãn ý nguyện của em đó hay sao? Chẳng phải thần linh muốn cậu ấy ở lại bên để mà trông giữ cho hương hồn em đó sao? Giữ cậu ấy lại cũng chẳng hề phạm phải đại nguyện của em. Em hãy rộng lòng từ bi mà bỏ qua cho cậu ấy. Rắn im lặng hồi lâu rồi lên tiếng trả lời: vậy thì nghe đây, ta cũng có ba điều răn dạy với mày. Thứ nhất, mày và đám cương thi của mày không thuộc về điện thần Sukutai. Trong quá trình làm việc, nếu mày muốn xin bất kỳ thứ gì từ điện thần, từ hình nhân cho tới Kuman đi làm việc, mày phải hỏi ý của tao trước. Tao cho ai thì mày mới được sai người đó. Thứ hai, trong quá trình ở lại điện thần làm việc, mày muốn gọi như thế nào thì gọi. Gọi cả tên tao ra cũng được, nhưng không được gọi tao là mẹ. Thứ ba, trong khi làm việc, nếu mày chống lệnh của tao hoặc dùng bùa phép phù thủy của mày bức hại, hành hạ các cu manh, các cổ trùng hoặc các chuyển sinh, tao giết mày ngay. Tới khi công việc xong, nếu còn sống, mày hãy đi khỏi nơi đây và không quay trở lại. Mày có thể cầm di ảnh của tao đi nếu muốn. Nếu chịu được ba điều đó thì hãy ở lại điện thần làm việc. Định Phúc thở dài một tiếng buồn bã, nước mắt lại lăn dài, chắp tay lại mà nói: chỉ cần mẹ vui, muốn con làm như thế nào cũng được. Vậy là từ đó Định Phúc ở lại điện thần Sukutai. Ông ta được bố trí phòng riêng trong nhà ông Tuấn, cùng dãy phòng với người hầu trong nhà. Định Phúc đã làm được rất nhiều việc cho Y Khanh và có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giúp Y Khanh chiếm được Vu Sơn. Từ việc khắc chế cả lệnh cho tới việc tạo ra các bản thể hoàn chỉnh về nhận thức cho các cu manh sau này, giữ gìn tính mạng cho thiên linh cái, tạo ra sự liên kết và sức mạnh cho hai bản âm dương của thiên linh chuyển sinh, tìm ra gián điệp của Vu Sơn, trang bị các bùa cho cu manh sử dụng, cũng như dạy các cu manh cách phá đi các địa phong thủy trong làng,
trấn ác con sông cấm. Có thể nói ông là một pháp sư cao tay, tài năng của ông chẳng hề thua kém so với các tổ trên Vu Sơn. Có lẽ nhờ ông mang trong mình dòng máu huyền thuật cổ thuật của Y Khanh, lại được lĩnh hội đạo pháp chân tư của Mao Sơn. Tuy nhiên, vì bị Y Khanh khống chế, vị trí của Định Phúc trong điện thần thấp kém. Sau này các cô các cậu của điện thần đều biết Y Khanh ghét Định Phúc. Trừ những lúc Định Phúc cho kẹo, cho quà thì các cô cậu ngoan ngoãn, nền bợ. Còn lúc bình thường thì đều hùa theo mẹ, khinh ông ra mặt. Lúc bấy giờ các phượng thường hay qua lại nhà ông Tuấn lắm. Khi thì mang sang nải chuối, lúc lại qua biếu con gà. Các phượng qua nhà ông Tuấn làm đủ việc. Nhà bấy giờ có đầy người hầu, nhưng việc gì cô cũng làm. Được cái gái quê chịu thương chịu khó, làm việc gì cũng đâu ra đó, ông Tuấn lấy làm ưng bụng. Tính các phượng lại tươi vui hoạt bát, cả nhà đều quý mến. Ông Tuấn đối lại cũng rất là hậu, thường sai bà Tình mua rất nhiều đồ tốn kém đắt tiền sang mà đem tặng cho. Hai nhà qua lại thân tình, ai cũng chắc chắn ông Tuấn đã chấm các phượng làm con dâu nên mới có ý như thế. Thoáng cái đã một năm trôi qua. Trên Vu Sơn, cửu tổ Huyền Vi rơi xuống vực đá qua đời. Vu Sơn trở thành nơi hoang phế. Lúc bấy giờ rắn mới nói: Vu Sơn đã tới hồi tàn, núi đã mất thần mất tổ. Tuy nhiên còn một số quỷ canh giữ và vẫn còn oai nghi của các vị thần, nên tiếp tục hoàn chỉnh việc tạo đủ hết các cu manh cổ thuật, xong xuôi đâu đó thì có thể tiến đánh. Đáng lý ra đích thân Y Khanh sẽ mang thai và luyện cu manh cổ thuật, sau đó dùng nụ để chuyển hồn tạo ra thiên linh cái. Tuy nhiên Y Khanh bất hạnh qua đời sớm, nên cần có một thế thân của nàng giúp cho việc mang thai. Nàng nói: Hãy dùng con cát vượng đi. Nhưng nó là người yêu của cậu hai. Nếu cậu hai mà biết... Vì thằng Tài yêu nó nên mới phải như thế. Ta không tin vào tình yêu. Tình yêu chỉ mang tới cho con ta sự đau khổ mà thôi. Ta đã chuẩn bị sẵn, nên bảo con ta trong 3 năm không về. Thời gian đó nó sẽ quên các phượng đi. Định Phúc vân mệnh, đem nói lại với ông Tuấn. Ông Tuấn trầm ngâm không nói gì. Tối đó các phượng qua nhà dọn dẹp phụ cho nhà ông Tuấn. Sau khi xong xuôi đâu đó thì đi vào phòng uống nước. Ông Tuấn nói: Các phượng à, con có nhớ lời cô con nói với con, rằng cô muốn con về nhà này làm chủ hay không? Các phượng ngơ ra, chưa hiểu ý ông Tuấn ra làm sao. Đoạn nhìn lại thì mới thấy trong nhà hôm nay hơi lạ. Nhà ông Tuấn nuôi tới 5-6 người làm, nhưng chẳng có ai ở nhà cả. Trong nhà chỉ có 2 người. Hôm nay ông Tuấn lại thắp hương ở lầu dưới, khói bài nghi ngút cả căn phòng khách. Các phượng cảm thấy đầu óc lân lân khó tả, trong mắt thấy mờ mờ, còn trong tai nghe vang vang lên tiếng lạch cạch, lạch cạch. Đó là con ảo mộc nhân đang niệm chú thuật để đưa các phượng vào một trạng thái yểm chú cổ thuật đầu tiên. Ông Tuấn lại tự tốn hỏi: Còn có muốn hay không? Dạ muốn. 4 năm nữa anh Tài học xong, chẳng biết anh ấy... Còn lại để chú bảo. Các phượng vội vàng lập cập bước lại, ngồi bên cạnh ông Tuấn. Ông nói: 4 năm nữa thì lâu quá. Thế là đèn ngửa các phượng ra bàn, cốc chén rơi vỡ cả, loãng xoảng. Các phượng hét lên thất thanh kinh hãi: Chú làm gì vậy? Tiếng lạch cạch của con âm mộc nhân vang lên, bao phủ hết lấy âm thanh trong căn nhà ma quái. Ông Tuấn xé áo các phượng ra, thấy trên ngực các phượng ẩn hiện một dòng thần chú thân quen bằng tiếng Phạn. Dòng thần chú trên ngực người vợ đã chết mà ông đã nhìn thấy cả 100.000 lần. Ông Tuấn chìm vào cơn mê bởi mê tâm mộc nhân. Ông lắp bắp: Dùng mà, anh yêu em. Các phượng gào lên,
đẩy mạnh ông Tuấn ra định bỏ chạy, nhưng một cú tát như trời giáng vào ngay giữa mặt, rồi một con dao kề vào cổ cô. Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Nằm im ngoan ngoãn đi, nếu không sẽ phải chịu đau." Các Phượng khóc ướt nhòe. Qua làng mắt mờ, cô nhìn thấy có một người mặc quần áo pháp sư đang đứng ngay đó, một tay nhét miếng dẻ vào miệng cô, rồi giữ chặt lấy ngực cô, một tay đặt con dao lên cổ cô. Khuôn mặt người ấy lạnh tanh, mặt đầy những vết lỗ chỗ của sẹo để lại do chứng bệnh phong năm nào. Đó là thầy Định Phúc, đã ở trong căn nhà này từ khi nào rồi? Các Phượng chống cự và bị hai người đàn ông đánh đập dã man tới bầm dập cả cơ thể. Tới khi cô không còn có thể phản kháng và chỉ nằm im như một cái xác chết, để mặc cho ông Tuấn làm gì thì làm. Bây giờ Định Phúc bỏ ra ngoài sân, đóng chặt cửa lại, để lại cô gái trẻ trên rỉ tên người yêu trong miệng và người đàn ông đang trong cơn thú tính. Ông Tuấn quẹt những vệt máu trên nhem nhuốc ở hán và âm đạo của các Phượng, rồi bôi nó lên một con hình nhân. Trên trán ghi hai chữ: chuyển sinh. Sau đó gọi Định Phúc vào. Hai người lôi cô gái trần truồng đã mềm như cọng bún thiêu lên trên lầu 4, đặt cô ta vào điện thần. Bây giờ các Phượng dần có sự hồi tỉnh trở lại. Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng, có thể nói là tạo ra một cảm giác kinh hãi tới vô cùng. Tứ phía đều là các bàn thờ với khối hương nhang nghi ngút. Ngay chính giữa điện thần là nhiều tấm bài vị. Trong đó tấm bài vị chính giữa phủ bằng vải đỏ, có một con rắn lớn bò quanh nó. Xung quanh là các bài vị các hình nhân, chúng đều kêu lên lạch cạch. Đầu óc các Phượng lùng bùng, mơ hồ. Trong điện thần Sokothai, nơi lưu giữ linh lực của Y Khanh mạnh mẽ nhất và là nơi lưu chứa đầy đủ tất cả các mộc nhân cổ thuật, các Phượng hoàn toàn bị chìm vào chuyển sinh thuật. Định Phúc chắp tay nói: "Còn mang cô ấy tới cho Y Khanh." Thế rồi cả hai người đàn ông lẳng lặng đi ra bên ngoài, để lại cô gái đáng thương nửa tỉnh nửa mê ở bên trong cùng với trùng trùng ma quỷ. Ông Tuấn đóng cánh cửa lại rồi ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào bức vách ngay sát cửa điện thần. Từ bên trong điện thần bắt đầu vang to ra những tiếng lạch cạch, tiếng cười, tiếng khóc, rồi tiếng đập cửa, tiếng cầu xin. Có chuyện gì đó rất kinh khủng đang diễn ra bên trong, mà ngoài các Phượng ra, không ai có thể biết được. Chỉ biết được rằng gian điện thần đó giờ đây đối với các Phượng có cái gì khác với địa ngục trần gian đâu. Y Khanh và các mộc nhân đang thâu tóm và sâu xé thân thể cũng như linh hồn của các Phượng ở bên trong. Ông Tuấn gục mặt xuống gối, ông khóc: "Tài ơi, các Phượng ơi, bố xin lỗi các con nhiều lắm." Tiếng gào thét vọng ra, ban đầu thì mạnh mẽ tha thiết, sau dần thì bi ai, buông xuôi. Cậu Tài ơi, cứu em với, cứu em với. Những tiếng kêu rên tuyệt vọng cứ nhỏ dần, rồi ngưng bặt hẳn, chỉ còn lại tiếng lạch cạch. Một lúc sau, từ trong điện thần vọng ra tiếng nói của các Phượng: "Mời các ông vào đây." Định Phúc và Tuấn đều vội vàng mở cửa đi vào. Bây giờ thấy các Phượng đang mặc một chiếc áo dài, đó là chiếc áo đã chuẩn bị sẵn cho cô để ở trong điện thần từ trước. Trên tóc các Phượng cài một bông hoa phù dung trắng. Các Phượng quỳ ở giữa điện thần, mắt hướng lên trên bàn thờ. Tóc tai cô đã chải lại chau chuốt, nước mắt đã cạn khô ráo hoảnh đi. Nơi mặt cô lúc bấy giờ không biểu lộ sắc thái gì. Hai người bước vào rồi cùng bước lại quỳ hai bên của các Phượng. Rắn Y Khanh bò ra: "Từ hôm nay
các phượng lạc lâm mới của điện thần Sokutai ở đây. Ta là thần chủ, còn các phượng là nhân chủ của điện thần này. Từ ngày hôm đó, cô gái quê đáng thương, hiền lành và chung thủy, mòn mỏi chờ đợi người yêu trở về, giờ không còn nữa. Cô đã bị quỷ dữ chiếm lấy thân xác và trói buộc linh hồn. Cô được dung dưỡng bằng thuật cương thi và thuật tiên linh, sống tựa như một cái xác không hồn. Các phượng bị yểm đồng thời nhiều chú thuật, và đều là các chú thuật cực mạnh của huyền môn, làm cho cô bị ảnh hưởng và mất đi ý thức ngay lập tức thời điểm đó, chứ không cần phải có quá trình yểm dần dần dài lâu. Cô chịu sự chi phối của đồng thời chuyển sinh một nhân thuật, nhằm duy trì sự trẻ trung, bất tử, duy trì thuật hồi sinh cho bản thân và cho Kuman được sinh ra từ bản thân trong điện thần. Thiên linh cổ trùng thuật, nhằm biến thành thiên linh, sử dụng chú thuật của thiên linh. Kuman thuật cổ đại, nhằm mang thai, tạo ra Kuman cổ đại. Và cương thi quỷ thuật, nhằm khống chế tâm thức, chi phối thân xác, biến người đang sống trở thành một dạng xác. Các phượng hóa thành thiên linh chuyển sinh và trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trong hệ thống điện thần Sokutai. Một lum tiếp theo kế thừa ý chí và đại diện cho Y Khan trong điện thần. Các tướng và hình nhân trong điện thần cung kính gọi cô là thiên linh các phượng. Tối muộn hôm đó, các phượng trở về nhà bình thường. Cha mẹ thấy con gái chẳng vui tươi hàng ngày, đầu tóc lại có phần lệch lạc, gặng hỏi chuyện nhưng con không nói. Biết nó tới chơi nhà ông Tuấn về, trong lòng lấy làm sinh nghi, nhưng cũng chưa nói động gì tới cả. Tới sáng ngày hôm sau, ông Tuấn tới nhà các phượng thưa lại câu chuyện. Trong thời gian qua, em các phượng hay đến nhà con, chúng con nảy sinh tình cảm với nhau. Tới nay đã yêu nhau sâu sắc, tối qua đã ở chung với nhau rồi. Nay xin bố mẹ cho chúng con cùng về một nhà. Nếu bố mẹ cho phép, con mang lễ tới hỏi cưới em các phượng. Bố mẹ các phượng bàng hoàng, chết lặng trước điều vừa nghe. Họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới việc đó. Bố các phượng chỉ hơn ông Tuấn có mấy tuổi thôi. Bây giờ gọi các phượng ra hỏi, các phượng gật đầu xác nhận nói: bố mẹ không cho, con cũng cứ sang nhà anh Tuấn ở. Từ hôm đó, tối là các phượng đi sang nhà ông Tuấn, có khi cả đêm không về. Hàng xóm dần dần để ý, cả nhà lo lắng mất ăn mất ngủ mấy ngày trời. Chẳng hiểu ông Tuấn cho bù mê thuốc lú gì mà con các phượng lại bỏ thằng Tài để mê ông. Chênh lệch tuổi tác là một phần, nhưng lại còn cậu Tài nữa. Lâu nay nó với cậu Tài vẫn là đôi thanh mai trúc mã, làng trên xóm dưới ai cũng biết. Thế mà bây giờ đây đùng một cái, nó lại trở thành mẹ kế của Tài sao? Nhưng thấy ý các phượng kiên quyết, để lâu lại sinh ra điều tiếng. Hơn nữa cũng có cưới sinh đàng hoàng, trai quá vợ, gái đơn thân, chẳng phải là lan chạ ngoài luồng gì. Về sau đành miễn cưỡng đồng ý. Thế là các phượng trở thành vợ của ông Tuấn. Sự việc đó làm trúng động cả làng triền. Ai ai cũng bàn ra tán vào việc ông Tuấn trâu già gặm cỏ non, còn các phượng là đứa hám của phụ nghĩa. Hai người bỏ ngoài tai hết. Các phượng về nhà ông Tuấn, hai vợ chồng mới ở chung phòng của ông Tuấn với Y Khanh ngày trước. Đồ dùng của Y Khanh hồi còn sống, một năm nay cất gọn. Giờ các phượng về không sắm đồ mới, lấy ra dùng lại cả. Các phượng chỉ ở trặt trong nhà, chẳng bước chân ra hay đi đâu cả. Có việc gì ra ngoài đều sai kẻ hầu người hạ làm. Nhà chồng cùng làng bố mẹ đẻ, cho nên các phượng cũng chẳng về thăm bao giờ. Chỉ bảo người nhà mang tiền về cho bố mẹ rất hậu, nên cũng không bị nói gì. Bố mẹ cô cũng ít khi nhìn thấy được con, nhớ con quá đến chơi thì các phượng mới xuống tiếp. Vụ này cũng làm cho uy tín của ông Tuấn trên xã bị giảm sút rõ rệt đi. Cấp trên không nói ra tiếng, cũng không kỷ luật được ông, nhưng ai ai cũng xì xào rằng tan vợ chưa mãn, ông đã tùng tình tới mức xơi luôn cả người yêu của thằng con trai đang đi học xa. Vì cái vụ này mà ông trượt vào chân chủ tịch xã.
ông Tuấn vốn không có nhiều thực lực. Đường Vinh Hiển đều nhờ có phép của Y Khanh và nhờ nàng chỉ mách cho mà được suôn sẻ. Bây giờ Y Khanh không còn, ông giành không lại những người khác. Tuy nhiên con cu manh cầu tài lộc vẫn còn ở trong nhà, được ông thờ phụng cẩn thận, nên việc làm ăn bên ngoài của ông vẫn rất suôn sẻ, lại có phần khá hơn cả trước. Định Phúc nói: "Nếu được thì xin về lại thôn mà làm cho tiện công việc trong điện thần, đỡ phải đi xa. Buôn bán làm ăn cũng tiện, thời gian sau lại tìm cách lên." Thế là ông Tuấn xin về làm lại trưởng thôn để tránh thị phi, đồng thời chuẩn bị sẵn các mặt, nếu sau này có cơ hội thì chạy lên sau. Thời gian cứ thế trôi qua, ông có rất nhiều tiền, lấy tiền đó phổ vệ bà con, rồi sự việc cũng dần dần lắng xuống. Về nhà chồng được 2 tháng thì Cát Phượng mang thai đứa con đầu lòng. Ý chí Cát Phượng mạnh mẽ lắm. Khi biết điện thần định giết nó từ lúc trong bụng, Cát Phượng kiên quyết không cho, sống chết cũng không cho, quyết sinh nó ra cho bằng được. Ông Tuấn thở dài nói: "Số mệnh nó định rồi, để nó chào đời chỉ thêm đau khổ thôi." "Kệ, con em, anh không thương thì em thương." Đủ tháng đủ ngày, Cát Phượng sinh ra một bé gái, đặt tên là Tuyết. Đứa bé mới sinh ra không đỏ hỏn mà trắng bóc như xác, trên trán nhú ra một vết dọc trông như con mắt, hai mắt như mắt trắng. Nó là đứa dị thai, hai chân không rời mà liền lại như thể đuôi con rắn, hai bàn tay, các ngón tay dính chặt vào nhau, lưng nó nổi lên sần sùi như vảy trắng, lưỡi nó thè dài ra hơn lưỡi bình thường, lại tách ra làm đôi. Cát Phượng nhìn thấy thì thất kinh chết lặng, ngất xỉu ngay. Tới khi Cát Phượng tỉnh lại thì chẳng thấy con đâu, chạy giáo giác đi tìm kiếm. Định Phúc dẫn cô lên điện thần, trỏ vào một cái bình cho nói: "Tôi giết nó rồi, nó phải dùng để làm cu manh." Cát Phượng nhìn trong bình đầy những nước vàng, đứa con nằm cuộn tròn bên trong như người ta ngâm rượu con rắn, hai mắt nó mở thao láo cả ra. Cát Phượng chết lặng cả người. Dần cô mới hiểu ra lời chồng nói, biết thế chiết nó từ khi trong bụng, để nó chào đời làm chi, rồi giết nó cho đau đớn tới như vậy. Từ đó mà Cát Phượng biết được, những đứa con của cô mãi mãi chẳng bao giờ được sống như những đứa trẻ bình thường. Chúng chỉ là những đứa con của quỷ. Còn cô cũng mãi mãi chẳng bao giờ được làm một người mẹ bình thường. Cô cũng chỉ là một người mẹ quỷ mà thôi. Hàng xóm cũng đồn việc nhà ông Tuấn có đứa con chết yểu, họ cho đó là nghiệp. Cát Phượng nghe thấy được hết nhưng chẳng nói gì. Nước mắt đã cạn khô, bây giờ cô còn biết gì nữa đâu mà khóc. Kể từ đó, trái tim của cô chai sạn đi, mê tâm mộc nhân chi phối hoàn toàn. Hễ Y Khanh có thánh lệnh gì ban xuống, cô đều thi hành, chẳng bao giờ còn phản kháng lại. Một năm rưỡi sau, Cát Phượng lại mang thai cậu Ba Bình. Lúc bây giờ thai tới tháng thứ 6 thì Định Phúc mổ lấy thai ra, giống cách cô Tình làm cho Y Khanh ngày trước, rồi ướp nó lên khi còn đang là bào thai. Định Phúc là huyền nhân u ẩn, căn cơ cao hơn bà Tình nhiều. Trong quá trình ướp và lấy thai làm cu manh, Định Phúc sử dụng các chú thuật trấn hồn, yểm sát, cương thi thuật lên cả thai phụ và thai nhi. Do đó Cát Phượng thể chất tuy yếu hơn Y Khanh nhưng cũng vẫn được bình an. Các cu manh tạo ra cũng không bị mất đi tâm trí giống như cả lệnh, không cần phải trói buộc giam cầm bằng xích phong ấn và cương thi nữa. Từ quá trình Cát Phượng mang thai cho tới khi làm xong cu manh, ngoài những người thuộc về điện thần ra, không ai biết, kể cả những người làm khác trong nhà như chú lái xe, cô đầu bếp. Bởi lúc nào bà chủ cũng mặc váy rộng, từ đó Cát Phượng chỉ ở nhà ăn, mang thai và sinh con. Cát Phượng đang lát và điêu khắc đẹp, nên ông Tuấn nhận vải về cho cô may vá. Nhưng đó chỉ là việc ngụy tạo cho cô đan áo cho các cu manh và cắt các mộc nhân cổ thuật mới. Tuấn hỏi Cát Phượng may áo cho cu manh làm gì. Cát Phượng nói: "Gì thì gì, chúng có là quỷ cũng là con của tôi,
để chúng đi lê la khắp hang cùng ngõ hẻm, đi đánh giết khắp nơi mà chẳng manh áo che thân. Anh chịu được chứ tôi chẳng chịu được. Định Phúc biết thì thở dài, thương cảm cho Cát Phượng. Người làm mẹ thương con như thế kia, tôi còn chẳng bằng con quỷ nữa. Y Khanh biết thì chỉ im lặng. Đoạn truyện. Trong điện thần, thiên linh Cát Phượng lạc Lâm quyền cao hơn cả. Lâm thích làm gì thì cứ việc làm. Những chuyện như thế sau này các ông không cần báo nữa. Từ đó rắn cũng ít khi ra khỏi bài vị hơn, chỉ ra khi có công việc lớn. Còn lại các công việc trong điện thần thì do Cát Phượng quản, công việc ngoài điện thần thì do Định Phúc quyết. Định Phúc muốn xin Cô Manh để đi đâu chỉ cần hỏi Cát Phượng là được. Các Cô Manh đối với bố thì hờ hững thờ ơ, nhưng đối với mẹ, đứa nào cũng thương yêu mẹ lắm. Mẹ thường không bao giờ quát giận chúng. Chúng làm sai mẹ chỉ buồn thôi, mà hễ khi mẹ buồn thì chúng đều xót xa. Những lúc đó mà chọc vào là chúng nổi giận quậy phá cả nhà. Chúng khóc cả đêm rồi xô đổ hết đồ trên bàn lễ, tạo âm thanh kẻo kẹt cả nhà, làm cho người trong nhà đau đầu đau bụng. Tôi thì làm đủ trò cho mẹ chú ý. Những lúc như thế, có cho bao nhiêu kẹo bánh, ai dỗ dành cũng không được. Chỉ có Cát Phượng dỗ thì chúng mới chịu. Do đó cái uy của Cát Phượng trong nhà lớn lắm. Hết 3 năm, cậu Tài nhiều lần định về thăm nhà, nhưng cả bố và Cát Phượng đều viết thư thoái thác vì nhiều lý do. Khi thì do xe cộ đi lại khó khăn, khi thì nói ở nhà đang dở việc chuồng trại bề bộn. Họ cùng động viên cậu ở lại học cho hết rồi về luôn. Tài lấy làm lạ lắm, chẳng lẽ đi 3 năm mà không ai nhớ gì hay sao? Nhưng biết nhà mình có nhiều việc tâm linh nên Tài cũng chẳng hỏi gì. Vào năm nhất đại học, anh lại thi đậu luôn cả trường kỹ thuật, còn có học bổng, cho nên học hai bằng đại học cùng một lúc. Công việc học tập vô cùng bận rộn vất vả, Tài phải cố gắng thật nhiều và cũng chẳng có thời gian nghỉ nhiều. Lắm lúc nhớ nhà, nhớ Cát Phượng lắm, nhưng lại tự động viên, học xong có bằng cấp rồi về, cuộc sống sau này ở nhà sẽ được sung túc ấm êm. Cát Phượng lại mát mặt với bà con bạn bè. Sau khi lấy cả hai bằng rồi, Tài mới đi về quê lần đầu tiên sau 5 năm trời bạc xứ. Trong lòng ngập tràn niềm vui sướng, trong ba lô có đầy những quà Tài mua cho từng người trong gia đình hai bên. Khi biết tin bố đã lấy Cát Phượng, cậu hai như phát điên. Cả bầu trời như sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc trong mắt cậu khi đó. Tai cậu chẳng còn nghe thấy những lời giải thích trình bày đã được sắp đặt sẵn. Tài đập nát hết tất cả quà cáp, giẫm nát hết hoa. Cậu hai đập tan đồ đạc trong nhà. Cậu xé nát cả hai tấm bằng đại học và tất cả thư từ mà Cát Phượng gửi trong 5 năm trời. Tài túm cổ đòi đánh ông Tuấn mấy lần, nhưng Cát Phượng và người làm đều can lại. Hàng xóm cũng kéo sang rất đông. Bố mẹ Cát Phượng nghe tin cũng bàng hoàng vội vàng chạy tới. Tài trỏ mặt hết người trong nhà mà mắng: bọn chó lợn này làm ra những chuyện như thế. Thằng già thì vô đạo đức, còn con đĩ thì ham danh lợi, bạc tình bạc nghĩa. Đám người làm đứa nào cũng ham của, vẫn còn ở lại cái nhà này và làm được, thì tao cũng chẳng hiểu chúng mày là cái loại người gì. Lại trỏ sang mặt bố mẹ Cát Phượng mà nói: để việc như thế này xảy ra được thì tôi cũng biết ông bà là loại gì. Chúng mày đều là lũ cầm thú, ham của chứ chẳng phải người. Thích của chứ gì. Được rồi, tao phá cho bằng hết. Đoạn nổi điên lên, chửi tất cả xóm giềng vô tâm, rồi đập phá tất cả thanh bành trong nhà, không sót cái gì. Tài còn mang cả xăng về định đốt nhà. Hàng xóm sợ quá phải báo công an xã xuống can thiệp, tống cậu hai vào nhà giam mấy bữa cho tỉnh táo rồi mới thả về. Từ dạo đó trở đi, ngày nào hàng xóm cũng nghe tiếng chửi rủa của cậu Tài trong nhà vang ra. Rồi cậu bắt đầu tìm tới rượu chè, lúc nào cũng trong tình trạng say khướt. Có một đêm cậu uống rượu về say,
mò lên bàn thờ mẹ, cứ thế ôm lấy chân bàn thờ mà khóc. Cậu nói: Con không tin nổi nữa. Ở trong căn nhà này, sao con sống nổi đây? Sao con nhìn mặt được bọn chúng ngày qua ngày? Con phải đi khỏi đây thôi. Rồi có một bóng người lờ mờ đặt tay lên vai cậu. Con đừng đi, con ở đây với mẹ. Con là người duy nhất mang dòng máu của mẹ. Con phải ở trong nhà này để hương khói cho mẹ. Tài giật nảy mình, toàn bộ men rượu chánh choáng trong người bỗng chốc tan sạch đi. Tài tỉnh táo tới lạ thường. Anh ngó nhìn quanh quất nhưng không thấy bóng dáng mẹ đâu nữa. Tài không bỏ đi nữa. Nhưng từ hôm đó, cậu hai bắt đầu sống một cuộc sống bê tha, không kiểm soát được. Cả ngày cậu chỉ uống rượu, sau đó đi chửi bới khắp nơi, làm cho ông Tuấn phải múi mặt xin lỗi khắp bà con xóm giềng. Hàng xóm bực cậu lắm, nhưng đều hiểu cho hoàn cảnh của cậu và đều nể trọng ông Tuấn, nên không ai nói gì cậu. Họ chỉ lẳng lặng kiếm lời nói khéo tới than phiền với ông bố của cậu và luôn tìm cách tránh mặt cậu để khỏi bị cậu sinh sự. Nên cậu hai giờ đây chẳng khác gì Chí Phèo trong truyện của Nam Cao. Nhưng Tài không dừng ở đó, ông Tuấn lại sắm các đồ đạc mới. Cậu lại mang đi bán, rồi lấy tiền đó đốt vào rượu chè. Sau dần cậu bắt đầu đi lên xã đánh bạc, và là một tay đánh bạc phàm tay, khét tiếng cả xã. Cậu tiêu tiền như điên, dùng tiền để bao gái, ăn chơi sa đọa. Tất cả mọi tụ điểm ăn chơi của xã và huyện đều biết tới tiếng cậu hai nhà họ Nguyễn. Cậu mà tới thì họ cung phụng cậu như bậc thánh sống. Người ta vẫn biết nhà ông Tuấn rất giàu, nhưng thấy cậu Tài tiêu tiện, người ta mới vỡ ra rằng ông còn giàu hơn họ nghĩ nhiều. Cậu tiêu bao nhiêu cũng chẳng hết. Cậu nợ nần bọn đánh bạc nhiều tới đâu, ông cũng trả được. Có lần tiền lên tới cả hàng trăm triệu. Vào thời lúc đó, số tiền ấy nhà nông làm có mấy đời cũng chẳng có được. Một đêm đi chơi của cậu bằng người ta làm quần quật cả năm. Lúc đó người ta lại ví cậu với công tử Bạc Liêu. Quá thực tiền nhà cậu khi đó mang đi nhóm bếp cũng chẳng hết được. Cậu cũng muốn phá cho hết lắm, nhưng chính cậu cũng không lý giải nổi bố cậu làm gì mà có nhiều tiền tới như vậy. Chơi bời chán rồi, cậu hai lại bắt đầu đi tán gái. Chính từ hành động này của cậu mà làm cho người ta tự thương tội cậu, chuyển sang ghét bỏ cậu. Làng trên xóm dưới cậu đều cặp bồ cặp bịch, ai nói cũng không nghe. Cậu có lắm tiền, lại đẹp trai, học thức cao, tán gái chẳng khó khăn gì. Câu nào cũng vài ba hôm là đổ. Đổ rồi thì cậu chơi cho chán, sau đó bỏ người ta. Còn bé Loan, hàng xóm của nhà bà Dành, cũng vướng vào việc tình ái với cậu. Tuy nhiên nó và cậu chơi với nhau từ ngày còn con nít, cho nên cậu chẳng đụng gì tới nó. Nhưng cho dù là như vậy, cậu vẫn bị điều tiếng lắm. Chỉ trong thời gian ngắn, từ một người thành đạt tương lai sáng lạng trong xã hội, cậu biến thành loại cặn bã khốn cùng, lúc nào cũng đòi trả thù đời, ai cũng xa lánh mà sợ hãi cậu. Cậu sống bê tha lắm, râu tóc cũng không thèm cắt cạo gì, cả ngày chìm trong bia rượu, gái gú, cờ bạc. Việc đó cứ kéo dài mấy năm liền, trong cậu chẳng còn tra hình người nữa, ai nói gì cũng không nghe. Cứ thế mà mãi cho tới khi cậu gặp được thầy Hạ vào vài năm sau đó, cũng là thời điểm công ty Phan Linh bắt đầu xây dựng nhà máy đầu tiên ở làng Triện. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 17 của bộ truyện Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 18 vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.